Kính chào quý vị đã đến với kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, khi nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm chạy sang thì thấy một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra. Cô giáo dạy tiếng Anh cấp 3 đã đoạt mạng học sinh, sau đó đứng như trời trồng, cười lớn đắc chí. Tại sao một cô giáo lại sát hại học trò của mình một cách man rợ như thế? Câu trả lời sẽ có trong video ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoảng 16:40, bỗng có tiếng la hét tại nhà cô An, một giáo viên dạy tiếng Anh của một trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Nha Trang. Hàng xóm vội chạy sang thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một cô gái nằm bất động ở sân nhà cô An, xung quanh huyết lênh láng, còn cô An thì đang cười lớn tiếng. Nhận được tin báo, công an thành phố Nha Trang cùng công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng đến hiện trường thu giữ một hung khí sắc nhọn, tiến hành khám nghiệm. Sau đó, cô gái được đưa đi cấp cứu nhưng đã thiệt mạng trước đó. Nạn nhân là chị Đặng Thị Đổ, sinh năm 1985, học trò cũ của cô An, nhà ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Nạn nhân bị một vết thương phía dưới cổ dẫn đến thiệt mạng. Nghi phạm sau đó được đưa về trụ sở để điều tra. Tuy nhiên, bà An vẫn hoảng loạn nên chưa thu thập được thông tin. Những người hàng xóm cho biết chiều hôm xảy ra vụ việc, họ thấy chị Đổ cùng hai người bạn đến nhà thăm cô giáo An. Một lúc sau, hai người bạn ra về trước, Đổ ở lại. Láng giềng nhận định, cô An rất xinh đẹp. Bình thường cô rất đàng hoàng, hiền lành, sống ở hàng xóm không mất lòng ai. Nhiều người cho rằng cô An bị chồng bỏ, một mình nuôi hai con, cộng thêm việc mẹ mới mất nên tâm thần không ổn định và đã sát hại cô học trò của mình. Một lãnh đạo nhà trường cho biết cô An là giáo viên dạy hợp đồng. Sau đó một tháng cô An đã tự nghỉ dạy vì trí nhớ kém. Cách đây khoảng 2 tuần, một số giáo viên của trường đến bệnh viện thăm cô An vì nghe tin cô uống nhiều thuốc ngủ phải đi cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Văn Sáng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, cô An có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt. Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã kiểm tra, cách ly và chuyển lên điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa tâm thần tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Được biết, Đủ là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Trước ngày xảy ra vụ việc đáng thương, Đủ đang làm kế toán cho một công ty đóng trên địa bàn tại địa phương. Một người hàng xóm cho biết, Đủ là người hiền lành, lễ phép đàng hoàng. Nó vẫn thường xuyên đi chùa và niệm Phật hàng ngày. Không ai ngờ nó lại ra đi đau đớn như vậy. Nhiều bạn học của nạn nhân cũng khẳng định Đủ kính yêu, tôn trọng cô An hết mực, rất thương cô An. Mỗi khi có việc cần, chỉ cần cô An gọi là Đủ sẽ có mặt. Nghe cô An bệnh, Đủ hay lên thăm. Các bác sĩ cho biết cô An bị trầm cảm tái diễn, có triệu chứng loạn thần như xuất hiện những cơn hoảng sợ, lo lắng buồn phiền, ngại giao tiếp, ít nói, có những lúc mặt cúi gằm xuống, kém ăn nhưng ngủ tốt khi dùng thuốc chống loạn thần, thuốc ngủ. Nên cô An được chăm sóc đặc biệt. Công an Khánh Hòa cho biết bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Khánh Hòa kết luận cô An bị rối loạn phân liệt cảm xúc, loại trầm cảm. Trong một vụ án khác, theo lời kể của nhiều nhân chứng, một cô giáo dạy toán ở trường Trung học phổ thông Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã có những lời lẽ vô cùng cay độc, trợ búa, mắng chửi một nữ học sinh trước lớp, rồi cô giáo này đuổi học sinh ra khỏi lớp. Cách hành xử thiếu văn hóa của một cô giáo dạy toán này khiến cho học sinh bị đuổi ra ngoài thiệt mạng. Tại sao lại như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Buổi sáng ngày 7 tháng 1, nữ sinh Nguyễn Thị Kiều Anh, học sinh lớp 12A7, trường Trung học phổ thông Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chào cha mẹ đi học rồi hứa sẽ về nhà sớm nấu cơm giúp gia đình. Không ai ngờ đó là lần cuối cùng cha mẹ cô được nhìn thấy mặt con. Theo nhân chứng và những học sinh đang học tại lớp 12A7, vào tiết 1 buổi sáng học ngày 7 tháng 1 năm 2012, cô giáo Tô Thị Thanh Huyền, 39 tuổi, giáo viên dạy môn toán, vào lớp đề nghị lớp trưởng kiểm tra bài chép phạt cho cô. Lý do chép phạt vì trong kỳ thi học kỳ 1 của lớp có đến hơn 10 học sinh bị điểm 5 trở xuống. Có lẽ do bị bức xúc về việc học sinh của mình học kém nên giáo viên này đã bắt học sinh chép lại bài thi với hình phạt thi trượt kỳ 1. Thì phải chép đến giữa kỳ 2. Có hai học sinh không chịu là Oanh và một học sinh khác. Khi được giáo viên hỏi tại sao không chép phạt, nữ sinh Oanh đứng dậy thẳng thắn: "Thưa cô, em không chép. Theo em chép phạt như vậy là vô bổ. Thay vào đó cô nên cho chép các công thức." Cô giáo tỏ ra cay nghiệt trước cô nữ sinh dám phản ứng. "Giờ cô còn ra lệnh cho tôi nữa à? Có thể sau này cô lên thay chức cả hiệu trưởng để giáo dục chúng tôi nữa." Học sinh trả lời: "Thưa cô, em không có ý đó." Nữ giáo viên tiếp tục cay nghiệt: "Cô đừng có thái độ vô lễ như thế. Cô không đứng dậy thì cô cút ra ngoài cho tôi. Tôi nói cho cô biết, thích thì tôi cho cô ở trong lớp, không thích thì tôi cho cô biến khỏi mắt tôi."
lớp học tiếp tục giống như cái chợ khi vị giáo viên này chỉ chiết. Cô thích chép công thức thì tôi chiều. Cô về chép hết công thức ở quyển sách giáo khoa đại và hình từ đầu năm đến giờ. Đỉnh điểm của sự việc là khi thấy nữ sinh này vẫn có thái độ bất tuân, cô giáo đã có những lời cay độc. Là con gái phải giữ lấy tí duyên, cái mặt cô không đáng cho người ta nhổ bọt. Thôi tiết này cô tạm thời cút ra khỏi lớp cho khuất mắt tôi. Trước những lời lăng mạ khó nghe đó, nữ sinh bất ngờ đứng bật dậy lao ra khỏi lớp vừa chạy vừa nói. Từ nay cô không phải nhìn mặt em nữa. Rồi bất thình lình đưa chân qua lan can, gieo mình xuống đất. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến không ai kịp trở tay. Khi gieo mình xuống đất, cô học sinh tội nghiệp vẫn còn thở nhưng mê man bất tỉnh. Được mọi người đưa vào bệnh viện huyện, sau khi sơ cứu lại chuyển nạn nhân lên bệnh viện tỉnh cùng ngày. Nhưng rạng sáng ngày 8 tháng 1, cô học trò đã ngừng thở. Sự ra đi bất ngờ của nữ sinh Oanh không chỉ gây đau đớn cho những người thân, mà hàng chục bạn học sinh cùng lớp cũng chịu một cú sốc. Một tuần sau, những khuôn mặt của các bạn học sinh vẫn còn sợ hãi. Một bạn học của Oanh buồn bã: trước sự qua đời của bạn, chúng mình rất đau lòng. Mình rất thất vọng khi cô giáo đã lăng mạ học sinh và cách giáo dục học sinh thiếu tính khoa học, thiếu tính sư phạm. Cô cho phép phạt như vậy là không sai, nhưng mức độ chép phạt thì quá nhiều, làm cho cô trò ngày càng xa cách. Những bạn thân của nạn nhân tâm sự, có lẽ từ trước tới nay vì chưa bao giờ bị xúc phạm trước mọi người nên Oanh đã có hành động dại dột, thiếu suy nghĩ như vậy. Một nữ sinh khác nói: từ trước tới giờ Oanh ở trên lớp là một học sinh ngoan, có lực học tiên tiến và ít khi bạn bị các thầy cô nhắc nhở. Chúng mình cũng thông cảm và hiểu với bạn ấy, vì nếu bị chửi mắng té tát như thế, có lẽ chẳng ai mà sống được vì còn các bạn xung quanh nhìn vào nữa. Mình rất buồn khi thấy cô giáo lại nỡ nặng lời với bạn ấy như thế. Không tin là cô lại có thể giữ đến vậy. Theo quy định của nhà trường và phụ huynh học sinh, hàng tuần nhà trường đều thông báo cho phụ huynh qua tin nhắn điện thoại di động về kết quả học tập của các học sinh ở trường. Ông Tuyến, bố của học sinh Oanh, đưa ra tin nhắn ngày 1 tháng 1, gần một tuần trước khi xảy ra sự việc. Tuần qua em đi học đầy đủ, kết quả học tập khá, ngoan, lễ phép. Ông Tuyến đau đớn nói: nếu con tôi hỗn hào hay trước đây từng là nữ quái thì còn đỡ. Nay nhà trường cũng xác nhận con tôi là học sinh ngoan, vậy mà cháu nó lại mất mạng thảm thương như thế vì bị cô giáo chửi mắng nên vợ chồng tôi mới càng đau đớn. Trong bản tường trình của cô giáo Tô Thị Thanh Huyền, sau khi bị đình chỉ công tác cho rằng mình đã rất nhẹ nhàng và hoàn toàn không có một từ nào mang tính dữ dằn, thô bỉ như những lời của các nhân chứng thuật lại. Cha mẹ của nạn nhân cho rằng khởi nguồn phải từ sự việc con gái của ông bà không chịu đi học thêm tại nhà cô giáo từ đầu năm. Rồi lại còn lời đồn thổi cho rằng nữ sinh Oanh mất vì ma ám, do trước đó một người bạn của bạn cũng đã từng tự quyên sinh. Câu chuyện buồn và những tình tiết làm hoen ố một trường học. Truyền thống tôn sư trọng đạo đã ăn sâu trong tiềm thức của người Việt Nam từ ngàn đời nay. Khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn vẫn răng trong mỗi lớp học, mỗi nhà trường. Tại sao cả cô và trò lỡ quên những nguyên tắc làm người, làm thầy như thế? Thưa quý vị, nghề sư phạm được coi là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, được cả xã hội gọi bằng thầy. Giáo viên không chỉ là người mang đến những kiến thức cho học sinh mà còn dạy cho các em làm người. Vì thế giáo viên luôn là tấm gương để tất cả các học trò nhìn vào. Với những người bị bệnh tâm thần như cô giáo An, các cấp các ngành có liên quan cần có biện pháp điều trị, chăm sóc, quản lý bệnh nhân chặt chẽ, tránh để xảy ra những trường hợp mất kiểm soát đáng tiếc, dẫn đến hậu quả đau lòng. Còn trường hợp con sâu bò dầu nồi canh như cô giáo dạy toán Tô Thị Thanh Huyền ở trường Trung học Phổ thông Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã có những lời lẽ vô cùng cay độc trợ búa, mắng chửi học sinh, đuổi ra khỏi lớp khiến em này bức xúc dại dột quyên sinh. Nếu đúng như những gì mà nhân chứng là các em học sinh nói thì trường hợp giáo viên này xứng đáng cho ra khỏi ngành vĩnh viễn, thậm chí xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ án này là bài học đắt giá cho nhiều giáo viên đã xác định theo đuổi nghề nghiệp sư phạm. Không chỉ có chuyên môn sư phạm tốt mà giáo viên còn phải có kiến thức về tâm lý lứa tuổi tốt. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.